đại lý em chuyên cung cấp về kéo cắt giữ quả trên cao Hôm nay em sẽ quay về kho nhà em Và dòng kéo thì hôm nay có những mẫu nào Em sẽ đưa tới các bác gần 10 loại nhá Cho các bác xem về cây kéo mà mẫu nhà em đang cầm ở trên tay Thì đây là một cây kéo giá thấp nhất em đang đưa tới các bác nhà mình Đấy, với cây kéo này thì là dòng kéo 3 mét Sẽ được tặng kèm theo một lưỡi cưa Đây là các bác này, tặng kèm theo một lưỡi cưa Và chế độ ghim quả thì ở đây Cây kéo này hữu ích nhá Các bác nhà mình có thể vặt bưởi, vặt vải, vặt gốc Cắt tất cả những quả ở độ cao 3-4 mét mà lo không rơi, không bầm dập Thì cây kéo này em đang cầm đây cây kéo 3 mét nhé Cho các bác nhà mình xem về cái phần tay cầm của kéo Về phần tay cầm của kéo thì cái tay của nó thì sẽ là màu tím Đấy, báo giá luôn ở đầu video để các bác nhà mình đặt hàng được biết này Em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 300 ngàn đồng trên một cây Ở cái cây kéo này thì uh, rất nhiều bác hỏi em là cây kéo này có miễn phí ship không em miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn đấy bác nào đang có nhu cầu về một cây kéo cắt sữa quả trên cao thì em có rất nhiều loại nhé và đây là cây kéo giá thấp nhất mà em cũng đang cung cấp tới các bác tiếp tới là tới cây kéo uh, hàng Đài Loan bên trong này đi đây là cây kéo cũng là cây kéo 3 mét này và cây kéo này thì tất cả các bác này mình đặt hàng uh, cây này này em đang giảm giá 100 trăm ngàn một cây cho tất cả các bác nhà mình đang biết tới đại lý dụng cụ làm vườn bên em. Cây kéo này thì là cây kéo 3 mét cũng được tặng kèm theo một lưỡi cưa như trên hình kia. Chiếc kéo này thì nó sẽ cao cấp hơn nhé. Dòng này thì lưỡi của nó là lưỡi 5cm. Và cũng sẽ tặng theo lưỡi cưa như thế này này. Đây là cái phần cái lưỡi để các bác nhà mình ghim quả. Còn muốn lắp lưỡi cưa thì các bác tháo cái ốc để ra nhé. Về tay cầm của nó thì cực êm. Con này là ống lục giác. Cái này thì các bác hãy gọi là con kéo bìa vàng cho em của loại 3 mét nhá. Và giá của nó là bao nhiêu cũng báo giá luôn từ các bác ở video này. 500 ngàn, có nghĩa là đang là 600 và em sẽ giảm giá là còn 500 ngàn. Miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Và đại lý em thì đang tuyển các bác sỉ lẻ trên toàn quốc. Với cái giá rẻ nhất thì cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video nhé. Và thấy video này hữu ích đối với các bác nhà lông thì nhớ cho em xin một like, nhấn vào cua chuông và nhấn ngay vào đăng ký kênh của em khi đăng ký kênh của em rồi thì các bác thì mình sẽ xem được tất cả các loại kéo và nhớ tên hộ em nhé. con này gọi là dòng kéo lưỡi bìa vàng, bìa xanh vàng, dòng kéo công nghệ của Đài Loan, Đài Loan công nghệ Hàn Quốc đây các bác ạ. Cái kéo này rất là chắc chắn, có những vùng miền mà các bác nhà mình mua hộ cả xóm luôn. đấy và tiếp tới là em sẽ đưa tới các bác là con kéo bìa đỏ cũng là con kéo giá thấp nhất luôn. kéo bìa đỏ nhé các bác nhé, đây ạ, kéo bìa đỏ này. Với dòng kéo bìa đỏ này đây là một cái mẫu kéo mà đang có cả 3 mét và 4 mét. Và giá của nó thì hợp lý vô cùng luôn các bác ạ. Đấy các bác nào mà đang quan tâm tới dòng kéo bìa đỏ này thì đây là cây 4 mét nhé. 4 mét và 3 mét thì cái dòng này nó cũng sẽ được tặng lưỡi cưa như thế này. Đấy chế độ ghim quả đây nói chung là cơ cấu hoạt động của nó thì đều như nhau hết. Có cái là các bác nhà mình cần chọn mẫu nào thôi. Về phần tay của nó thì đây cho các bác nhìn xem rõ một chút về phần tay. Để bác nào mà chưa biết cắt quả thì em hướng dẫn các bác nhé. Đây các bác sẽ mở phần tay cầm này ra. Đấy, mở phần tay cầm này ra. Như vậy là cái lưỡi kéo nó sẽ hoạt động nhé. Tất cả các bác thì mình dùng kéo thì đều phải mở tay cầm ra thì đầu kéo nó mới hoạt động được. Còn các bác thì mình đã đặt kéo bên em mà chưa biết cách sử dụng ấy thì cứ liên hệ trực tiếp tới đơn vị em. Thì cũng báo giá luôn tới các bác là con này em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 400.000. 4 mét nha các bác nhé. Sẽ có cả 3 mét thì nó sẽ rẻ hơn đấy các bác ạ rẻ hơn 4 mét rất chi là nhiều. Có cả 3 mét, có cả 4 mét nha các bác nhá. 3 mét thì uh, nó đang là 350. Đấy, em sẽ miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Còn về cây kéo Đài Loan. Kéo Đài Loan ạ. Kéo Santa Đài Loan đây. Santa Đài Loan và hôm nay thì em sẽ có rất nhiều những loại 4 mét và 5 mét nhé. Đây là cây Santa Đài Loan. Cây này thì là một cây kéo rất nổi tiếng rồi Và nó có cái phần đặc biệt là nó sẽ có một cái móc cành ở đây đang trong cái chương trình tháng này thì em sẽ giảm giá cực kỳ là sâu. Chỉ cần các bác nhà mình gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại thôi là đã giảm ngay được 50.000 đến 100.000 rồi. Cứ gọi điện tới đầu số điện thoại để em tư vấn các bác cụ thể. Các bác nhớ tên giùm em nhé, con này gọi là con Santa Đài Loan. Hàng nhập khẩu luôn, về phần tay cầm đây. Quay cho các bác xem về phần tay cầm đây ạ. Đấy, tay cầm thì cứ đẳng cấp luôn các bác nhà mình, tay là tay nhô mà khi mở tay ra cho các bác nhà mình xem nhé. Đấy, khi mở tay thì các bác bóp vào như này để mở cái lẫy này ra. Đấy, sử dụng xong rồi các bác lại bó, bóp vào và khóa kéo vào như thế này. Đây là con kéo Santa nhé. Còn về con kéo Nhật luôn cho các bác xem kéo Nhật luôn. Bác nào đang muốn xem kéo bút đi thì em sẽ lên cả kéo bút đi. Kéo bút đi thì là hàng kéo công nghệ của Nhật. Đây là con kéo Nhật này. Con kéo Nhật là tay bạn người mẫu thì em cầm. Kéo Nhật này thì nó sẽ có một sự khác biệt. Nó sẽ được làm bằng nhôm hợp kim titan. Không một mẫu kéo là có được. Và con kéo này em nói luôn với các bác là em nhập khẩu qua đường biển về cho nên là giá của nó cũng cực kỳ là hợp lý luôn. Đối với những con kéo khác như dòng ARS thì em cũng gửi cho các bác toàn những 2 triệu mấy thôi. Thế nhưng mà con này là bao nhiêu? Chỉ có 1 triệu 800 ngàn đồng thôi. Các bác đã sử dụng một con kéo với cái phần lưỡi cưa nhật siêu sắc bén luôn. Đấy và em chia sẻ tới các bác về cái lưỡi cưa này nhá. Nếu như lưỡi cưa này các bác nhà mình mà không cần lắp vào để cưa cành ở trên cao ấy. Thì các bác có thể ốp vào một miếng gỗ để các bác thì mình làm thành một chiếc cưa cầm tay để cưa tay luôn phần kẹp của nó nhựa của nó nhựa nhật nó sẽ khác hẳn lưỡi của nó lưỡi đen nhé còn về phần tay cầm cái chế độ rút của nó cũng khác đấy ạ tay cầm nó đặc biệt nhất là nó sẽ cắt bằng dây thanh các bác ạ bóp tay vào để cho các bác nhà mình xem cái dây thanh ở bên trong đây là dây thanh nó to như thế này đấy các bác xem không có một cây kéo nào như vậy và ống của nó là ống nhôm hợp kim titan dây nhôm cắt cũng là dây hợp kim nhôm titan siêu bền và khỏe mạnh luôn cứng kéo khỏe kéo và bền đấy cây kéo này thì bác nào có nhu cầu thì kéo này em sẽ đóng hộp nguyên đai nguyên kiện để gửi cho các bác nhé còn bác nào yêu cầu em kiểm tra em sẽ bỏ ra kiểm tra cho các bác sau đó em đi gửi đi cây kéo nhật cao cấp còn về cây kéo bút đi kéo bút đi thì là một dòng kéo nhập khẩu một dòng kéo nhập khẩu công nghệ của nhật tất cả những mẫu kéo hôm nay thì em rất mong muốn là các bác hãy nhớ tên của nó nhé tên của nó là gì thì để em gửi cho các bác nó dễ này đây là cây kéo bút đi một dòng kéo hàng Đài Loan công nghệ Nhật đấy các bác nhà mình cứ gọi điện đi gọi điện ngay tới đầu số điện thoại trên màn hình mỗi một bác nhấc cuộc điện thoại lên em sẽ giảm giá cho các bác 50 tới 100 ngàn đồng trên một cây kéo này đây là cây kéo bút đi hàng công nghệ của Nhật nha các bác nhá cây kéo này siêu nhẹ và cắt ngọt cho tới dòng 4m và 5m của loại cao cấp đi À đây có loại 4 mét Nó có loại 5 mét cao cấp Đây không phải là cao cấp trung bình Đấy lưỡi 7cm một uh, lưỡi rút đây này Cây này 4 mét mà chỉ có 600 ngàn thôi nhá Đây các bác này Cây này 4 mét Các bác nhà mình ghim quả trên cao thoải mái cho em Cứ ghim cứ cắt cành à, Và với cây kéo này thì đây là một cái cây kéo 4 mét thu về là 2 mét và kéo ra thì sẽ là 4 mét của cây kéo này Lưỡi của nó là lưỡi 7cm Cũng được tặng theo một lưỡi cưa như thế này Đấy và bác nào mà đang có Zalo thì hãy chụp ảnh màn hình ông gửi cho em nhé. Để em sẽ chia sẻ tới các bác về nhiều mẫu kéo. Còn uh, đi về phần bên uh, trong kho bên trong này là toàn mẫu 4 m và 5 m cao cấp thôi. Ờ, uh, hàng em đang về một công toàn kéo 4 m và 5 m loại cao cấp như này thôi. Uh, kia em ơi. Uh, đấy cái đấy cũng là 4 m đây trong cái thùng đang mở rõ này. Đấy. Đây cho các bác nhá. Uh, tại kho nhà em thì uh, bên lấy thùng bên cho nó dễ. Đấy. Đấy là mẫu nào đây? À đây vẫn là mẫu 500. Đây vẫn là mẫu 500. Đâu nhỉ? Đây, thế thì nó đang ở đây này. Đây. Chỗ này, thôi không mở nó thùng nó ra đây. Em quá nhiều nha các bác nhá, cho nên là nhiều khi giới thiệu tới các bác thì rất mong là các bác nhà mình chụp ảnh uh, chụp ảnh lại. Đây là con kéo cũng là con kéo bìa vàng này. Riêng dòng 4m này nó là hai lễ rút nhá. Hiện tại thì em đang nhập Công uh, container về giá của nó cực kỳ là hợp lý ở bên đại lý của em sẽ có 4m và 5m và đây là hạng tốt nha các bác nhé cái này nó sẽ có hai ba loại đấy cho nên là các bác thì mình khi xem được em thì đã tìm được một đại lý lớn chuyên cung cấp giao xỉ và lẻ với giá thấp nhất con này 4m này hai lẫy rút này ống nhôm hợp kim trắng này tay cầm có lò xo trợ lực này tay lò xo trợ lực đâu mở cho các bác nhà mình xem về phần lò xo trợ lực đấy các bác ơi đây lò xo trợ lực này quá là ok luôn Đấy và với con kéo này thì hiện tại em đang gửi và ship tới tận nhà các bác luôn. Đấy dòng kéo này các bác mà mình mua 4m hay 5m thì cứ alo tới em nhé giá chỉ mấy trăm ngàn thôi. À, tiếp theo là con kéo bìa xanh của Boutique đi. Sắp sửa để em tới cái bìa xanh thì với dòng kéo 4m thì em đưa tới các bác. À 3m thì nó chỉ có hơn 400 thôi. 3m này nó chỉ có hơn 400 thôi nhá Và 45m thì nó đang dao động là bao nhiêu nhỉ? Cũng giá rất chi là thấp đấy. Con này là lưỡi 7cm. Còn để các bác thì mình tham khảo về mẫu nào cho nó tốt nhất uh, hay là muốn chia sẻ thực tế như thế nào thì hãy vào liên hệ trực tiếp tới em. Em sẽ tư vấn các bác nhiệt tình hoặc là các bác kết bạn qua Zalo để em gửi mẫu cho các bác nhà mình xem nhé. Hiện tại con này 3m thu về mét tư là em đang đưa tới các bác là 480.000 trên một con luôn. Đấy, em sắp sửa về rất chi là nhiều. Uh, 3m thì thu về mét tư nhé, còn có 4m và 5m. Hãy chụp ảnh màn hình như này để gửi cho em nhé. Còn vô vàn những cái mẫu khác thì hiện tại đơn em đang cung cấp giao xỉ và lẻ như các bác nhìn ở kho nhà em đây. Với hàng nghìn tất cả những cái loại dụng cụ kìm kéo trên cao. Thì đây là một cái dòng kéo trong mùa làm vườn này là các bác đang cần nhất. Kẹp giữ quả trên cao không phải trèo cây nhé. Và mua với cái giá tại đại lý luôn. Đấy bác nào mà xem được video này nhớ cho em xin một like, nhấn vào chuông. Và nhớ đăng ký ngay kênh của em. Khi đăng ký kênh thì như là kết bạn đấy ạ. Thì các bác sẽ xem được tất cả các loại kéo của em khi em đăng tải. Đấy hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em ghi trên màn hình nhá. Kết bạn Zalo với em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại.